Chữ U có hình che ô. Trời nắng quá. À, săn mặt trời à? Săn mặt trời nắng. Nắng quá, đúng rồi. Con nắng hay là mưa vui này? À, mưa vui của con à? Thế còn gì nữa nhỉ? À, đây là kem à, đúng không? Ngôi nhà. Ngôi nhà gì nữa? Kính. Rồi. Cá. À, con cá. Thỏ. Con chúa. Con ngựa. Rồi. Dâu dâu. Dâu dâu. À, dâu dâu à? Dâu dâu là gì con? It's a spider. Cái này á, cái này là đàn mà, đàn gõ của con mà. Đàn. Đúng không? Đan. Đây là con gì? Đan là phùng. Đây là đàn. Đan là phùng. Xylophone. Đan là phùng. Thế còn cái đàn của bố đâu? Wow. Đúng rồi. Con lợn đâu? Con lợn đâu? Giỏi quá. Dạ. Khai đâu nhỉ? Cái gì nhỉ? Khai đâu? Khai. Con kite. Mèo hả con? Khai. À, cái diều. Cái diều. Khai. Vâng, đúng rồi, đấy là cái cánh mẹ diều. Chị. Đây là cánh diều, con kite. Diều bay. Is she full? You ask her again, is she full? Mẹ no chưa? No lắm rồi, không ăn nữa đâu nha. Cảm ơn con. Could you feed me? Let's go out. Could you feed me? Let's go out with me. I'm kicking you out. Không cho bố. Let's go with me. You don't feed me. I'm gonna stay here with mommy. Món cho bố đi, không bố dỗi được. Món cho bố miếng. I don't want to eat soup. What? It's not yogurt. This one is yogurt. Mẹ ăn cái này chứ chua. Con ăn cái đấy cũng được. Nhưng mà ăn cái này đi nè. Không, ăn lại cơ. Nice. Put it here. Put it here. Wait for it to. Yeah. Wait for it to cool down, huh? Con thiếu thìa nữa. Oh no. Con bảo bố lấy thìa giúp con đi. White. White spoon. White or pink spoon? White. Princess. Aww. What? They're going home. What is going home? Really? Let me see. Aww. Is it really going home or is it just playing there? Really? Mm-hmm. Do you want to go home now or you want to play for 10 minutes? 10 minutes. All right. Let's walk around, huh? Em có ơi. Em có xin lên đây. À, chị ơi, chị có đi đây. Let's go home. Really? Let's come on.
Why? Why should you go home? Go home. This one is raining. Really? Let's go. Oh, I'm scared that I'm gonna get sick. You take me home. You tell her. Come in. You come and you tell mommy that it's raining. To do what? Agree. To? To get the water. In my room. Hôm qua mình vừa chơi rồi mà. Nên lại chơi tiếp à? Chán không? Con đi học rồi chưa? Con thưởng cho nhà báo. À, con muốn đi học ngoan, con thưởng con chơi nhà báo mà. I am a star, not you. You're not a star. A star? Yeah. My star? Any star? Get out there. Do you want to make it? Okay, we don't make it. Okay. Go there, mommy. Okay. Con tên là gì? Lâm ạ. Tên đi học của con là gì? Nguyễn Phương Em. Con giỏi thế. What do you say you want to get there? I want please and thank you, please and thank you. These are the nice words you can say. Please and thank you, please and thank you. Say them every day. Ready? One, two. What do you want to do? I want to shave my head. What about you? In my head. Really? You're going to hurt my head too. Yeah. Two, you hit me. Three, go. I'm going to eat you. I am a wolf. I am a vampire. I'm gonna eat ya! You're not getting it! Woohoo! Lấy roi đây! Con lấy roi nhà một con! Mẹ lấy roi một con lấy đi mẹ! Đánh đi bố chứ! Mẹ! Naughty daddy! Don't hit mommy, she's just kidding. Who? Wait, mommy's here. No camera. No camera. Con uống nước gì đấy? Nước cam ạ. Nước chanh. Nước chanh. Uống nước chanh trước khi đi ngủ là bị xỉn răng đấy. Xấu răng đấy. Bị con sâu nó đục đấy. Nào thế đấy, hai bố con thấy hư chưa? Bố xấu nhờ. Nên xấu nhờ. Cho mẹ uống với. After this. Mommy, mommy. Cho mẹ uống với. Được chưa? After you taste it, you're gonna gargle with the salt water, all right? Is it good? Is it sour? No.
Like it?